Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang đứng trước tiệm Shake Shack để mua đồ ăn tối. Ở đây là một cái tiệm bán bánh mì burger rất là ngon và rất là nổi tiếng ở Mỹ. Chi nhánh đầu tiên là được mở tại New York và bây giờ đã hơn 16 năm thì Shake Shack đã có được khoảng 168 chi nhánh trên toàn nước Mỹ và 86 chi nhánh trên thế giới, chẳng hạn như là ở châu Âu, châu Á thì có Nhật Bản nè và Middle Eastern. Thì nói chung mà nếu mà các bạn có dịp sang Mỹ và đến New York á, thì các bạn nhất định phải thử cái Shake Shack Burger này nha. Thì đối với mình cái này giống y như là đặc sản vậy đó, tại vì cái tiệm chính của Shake Shack á, thì nằm ở New York. Nếu mà các bạn đã có dịp đến nước Mỹ thì nên thử cái này. Mình bảo đảm là các bạn sẽ thấy rất là ngon và hài lòng luôn. Ở bên trong nhà hàng thì bàn ghế được làm bằng gỗ rất là đơn giản nhưng rất là hiện đại. Và nhân viên ở đây thì đa số là toàn là những người trẻ năng động thôi các bạn. Mình rất là thích cái không khí làm việc ở Shake Shack. Mình đang đứng ở ngoài nhưng mà mình sẽ quay hết một vòng chung quanh đây cho các bạn xem nha. Ở Mỹ nói chung là các bạn sẽ thấy những cái khu nhỏ nhỏ như vậy nè. Chẳng hạn như là vừa có nhà hàng và vừa có những cái shop quần áo hoặc là những cái shop bán đồ vật dụng gia đình. Thì nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là tiện. Shop thì nằm chung quanh như một cái vòng tròn vậy đó. Còn bãi đậu xe thì nằm ở giữa, cho nên là rất là tiện và an toàn, không có làm cản trở giao thông gì hết đó các bạn. Cũng có thể đây là cái điểm khác nhau giữa Úc và Mỹ, bởi vì bên Úc đa số là bãi đậu xe sẽ nằm ở đằng sau nhiều hơn. Và trước cửa shop thì sẽ có một hai chỗ để đậu xe thôi, nhưng mà cái đó là nó gắn liền với lại cái phần đường giao thông cho nên là cũng hơi bất tiện. Đồ ăn của mình tới rồi nè. Bây giờ hai vợ chồng mình sẽ mang về nhà và review cho các bạn xem nha. Ở bên đây mình thấy cái tình hình dịch corona vẫn còn tăng, chưa có giảm gì hết các bạn ơi. Nhiều nhất là ở tiểu bang Texas nè, Florida và Cali. Thì ở đâu cũng vậy, khi mà chính phủ họ cho mọi người đi ra sinh hoạt lại bình thường thì có nhiều người họ cũng coi thường, họ không thèm đeo khẩu trang rồi họ đi party này kia, cho nên là cái dịch này nó lại bị lây lan lại. Và có một số người thì đi biểu tình nữa, cho nên là cũng không biết đến bao giờ mới hết dịch. Mình ở cái khu này thì cũng không phải là trung tâm thành phố đông đúc như là Cali hay là New York gì hết, cho nên cũng rất là an tâm. Mà nói chung mà khi mà các bạn ăn đồ bên ngoài thì chắc chắn là cũng một phần nào đó lo lắng rồi đúng không? An toàn nhất vẫn là mình nấu đồ ăn tại nhà và do tự tay mình làm thì mình rất là an tâm luôn. Mình đã về đến nhà rồi, bây giờ mình sẽ mở cái túi đồ ăn của Shake Shack ra để review cho các bạn nha. Trước tiên là mình sẽ nói sơ về cái ly milkshake này. Thì đây là chocolate milkshake, bên trên người ta cho cream nè, rồi một ít bụng bánh cookies á. Thì milkshake ở Mỹ đa số là rất là ngọt nhưng mà ngon lắm. Trong đây người ta có cho mình dao nĩa và khăn giấy, rồi có sauce nữa nè. Và tiếp theo là ba cái burgers và khoai tây chiên. Các bạn cũng thấy là những cái hộp giấy và bao giấy của Shake Shack Burgers đó là chỉ có hộp giấy màu trắng và design màu đen, rất là đơn giản luôn. Đây là cái hộp khoai tây chiên nè các bạn. Wow, thơm ơi là thơm luôn, còn nóng hổi à. Mình rất là mê khoai tây chiên ở đây bởi vì nó vừa giòn mà vừa ngon nữa. Mình mở thử cái burger này ra cho các bạn xem nha. Burger này thì mình gọi cái loại mà Shack Burger, nhưng mà mình đã không có muốn người ta cho bánh mì á, cho nên họ dùng lá rau xà lách để cuốn lại cái burger này cho mình. Đây là cái điểm rất hay của Shack Shack, bởi vì có nhiều bạn họ ăn kiêng á, họ không muốn ăn với bánh mì. Đây là bánh mì mà có hai lớp thịt bò dày nè các bạn. Wow, nhìn hấp dẫn ha, ăn cái đó là no luôn đó. Còn đây á, là cái burger thịt gà, cũng giống như vậy, mình đã gọi không có bánh mì. Đây là bữa tối của hai vợ chồng mình. Mình đã gọi ba cái burgers, một ly milkshake và một hộp khoai tây chiên. Thì burger ở Shake Shack á, cái size nó cũng nhỏ thôi chứ không có bự lắm, cho nên là một người có thể ăn được khoảng một cái rưỡi nha các bạn. Trước tiên á, thì mình sẽ nói về cái burger nổi tiếng nhất của cửa tiệm, đó là Shack Burger. Thì ở đây có thịt bò, cheese và cái nước sốt rất là đặc biệt, có thêm dưa leo và cà chua. Ở đây mình đã gọi hai miếng thịt bò thì mình phải trả khoảng hơn 8 đô cho cái burger này. Các bạn cũng thấy là giá cả ở đây có vẻ mắc hơn so với những burger nơi khác. Chút nữa mình sẽ giải thích tại sao nha.
Đây là cái loại Shark Burger mà chỉ có một lớp thịt thì giá khoảng 5,5 đồng. Khi mà mình mua ở trên website của họ, mình đã nói là mình không muốn bánh mì, cho nên là họ đã gói thiệt nhiều burger của mình bằng rau salad. Thì giá cả cũng vẫn y như vậy, không có gì thay đổi hết các bạn. Còn lý do mà giá cả ở đây tuy là rất mắc nhưng mà mọi người vẫn xếp hàng để mua cái burger này là do Shark á, sử dụng những cái nguyên liệu để làm burger đều có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng và tất cả những nguyên liệu ở trong đây không sử dụng một cái hóa chất nào hết. Và khoai tây chiên á, thì được làm bằng loại khoai tây mà ít chất béo nhất và ít đường nhất, cho nên ăn vô cũng rất là tốt chứ không có đến nỗi mà gây mập cho các bạn. Khoai tây chiên ở đây ăn có cái vị khác hoàn toàn so với những cái nơi khác, và đặc biệt là cái vỏ bên ngoài thì nó cứng cứng, giòn giòn, còn bên trong thì mềm, bùi bùi và thơm nữa. Cho dù cái khoai tây này nó có nguội rồi nhưng mà mình ăn vẫn thấy ngon. Ăn khoai tây chiên chấm với lại tương cà chua là hết sảy luôn đó các bạn. Đặc biệt là ở Shark Shack có cái nước sốt riêng, cho nên là khi mà các bạn mua khoai tây ở đây, các bạn nhớ gọi thêm cái sốt này nha. Tất nhiên là họ sẽ tính thêm tiền, nhưng mà cũng đáng tại vì ăn đi ngon lắm. Ngoài chuyên về burger thịt bò thì cũng có thêm thịt gà nữa. Thì thịt gà ở đây á, người ta làm bằng thịt gà tươi, không phải là thịt gà đông lạnh. Và không có bị tiêm thuốc hay là bất cứ một cái hóa chất mà tăng trưởng nào hết. Thì nói chung là tất cả những nguyên liệu của Shark, từ thịt bò đến thịt gà, rau củ và cả sữa tươi mà dùng để làm milkshake á, người ta bảo đảm 100% là không có dùng một cái loại hóa chất độc hại nào ở trong những cái nguyên liệu này. Cho nên là khi mà ăn và uống ở Shark á, thì các bạn yên tâm, không có phải lo nhiều về vấn đề sức khỏe nha. Các bạn xem nè, cái miếng thịt gà nhìn đã ghê chưa? Đồ ở đây cái gì cũng tươi á, cho nên là ăn mình cảm giác rất là khác luôn. Mình rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video này. Nếu các bạn thấy thích thì nhớ bấm subscribe đăng ký để xem tiếp những video mới của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!